Xin chào mọi người Cái video này mình sẽ nói về Ethereum, Ethereum và Ethereum Ngay bây giờ là 12h24 phút à, Trưa ngày 29 tháng 9, 2023 Nhảy vô luôn Đây là giá của Ethereum Giá của nó ngay bây giờ là 1655 Điểm đỉnh vừa rồi của nó là tới 4600 Cho một đồng Ethereum à, Ngắn hạn Nha là nó có thể có một sự bay bổng nhỏ nhỏ. Rồi sau đó sập, sập và sập. Thì đây là trường hợp uh, có thể xảy ra là rồi nó là xuống, lên và cái tiếp tục là xuống, xuống và xuống. Sẽ đáp cánh ở cái vùng này hoặc thấp hơn. Nhưng mà lúc nó lên thì nó sẽ lên lại cái vùng 3.000 cho tới 4.000 nha, 3.000 cho tới 4.000. Có nghĩa là những uh, những tuần và những tháng tới đây chứ không phải là ngày 1 ngày 2 ngay bây giờ nó sẽ có nó đang có một sự bay bổng ngắn hạn thôi chứ chả là gì hết thì mình nhảy vô luôn nhớ cái con giá mình đã vẽ cho bạn ok đừng quên nó nó là một nghìn bảy lần ok sau đó rõ ràng mà còn có nó còn thêm một cái con giá ở trên nữa nhưng gọi là đây luôn nghìn bảy đúng không một nghìn nó trên đây lần ok có thể là kéo nó lên trên đây là một cán cự ở trên đây thêm một cái nữa mình vẽ thêm một cái nữa đi cho bạn đi ha cho nó ở đây vẽ đây vẽ đây ok nhưng mà đây đã nó đây đây thôi nè. Ok. N nó nói là câu chuyện xuống hoặc lên. Xuống hoặc lên là tới 1 17 thôi, xác suất thay đổi. Ngay bây giờ vừa rồi bạn có thể tắt đi, nha, tắt đi tất cả mọi thứ, tắt đi hay những tiếng ồn thì nó có một sự bay bổng nè. Ok, nó có một sự bay bổng. Nó làm một cái du luôn, đúng không? Lên tới cái gọi là cái đỉnh vừa rồi của nó. Đây. Là cái đỉnh vừa rồi của nó là bạn cũng đã biết là 1669. Ok và cái cái kháng cự mình chia sẻ cho bạn là 1665 Ok không phải là giá những con giá này không phải là ngày 1, ngày 12 1665 thì vừa nó 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 vớ vẫn lên ngay ở cái vùng đó là nó hồi lại ok à, thì đặt ra câu hỏi những cái những cái giờ kế tiếp thì sao nha những cái giờ kế tiếp thì sao và đây có những cái sóng mà nó đã hoàn tất thì đây mình sẽ xóa nó đi nghe mình xóa nó đi để cho nó gọi nó, nó chống vắng và nó, nó dễ hiểu thì vừa rồi là cái thằng Ethereum Đây là những con giá mình đưa cho bạn Nói nó nằm ở dưới cái con giá này Đúng không? 1623 hồi hôm qua mình nói Thì xác suất là xuống 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 Nhưng nếu nó đánh vỡ được 1623 Thì cái trend nó đã thay đổi ngắn hạn Lên lên và lên Đây vừa rồi bạn mình cũng đã nói Đây là cái điểm đỉnh của nó Là hôm qua nó vớ vẫn lên tới 1630 33 gì đó ok Nếu mà nó đánh vỡ cái điểm đỉnh của nó ở đây cái điểm đỉnh của nó ở đây nó vừa đánh vỡ là cái chỗ đó là cái chỗ vô hàng vô hàng vô hàng chỗ đó một là nó sốt xuống lại hai là nó lên luôn thì chỗ này là chỗ nó chỗ cẩn thận nhớ cái điểm đỉnh vừa rồi của nó rất, rất là quan trọng và cái đỉnh thường thường là cái đỉnh của ngày hôm qua ok thì đây là cái con giá 1623 Ok Nếu nằm ở dưới nó thì xác suất là xuống 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 và đây mình đã vẽ sẵn những cái sóng xuống cho bạn nhưng nếu nó phá vỡ thì nó nói là nó dừng là cái sóng đã, đã thay đổi và lên lên ngắn hạn Nhớ cái thị trường này đừng bao giờ bạn nghĩ là bạn biết hết nghe Nếu bạn biết hết á thì mình cũng đã nhắc lại cho bạn, bạn sẽ bị tác vô trong mặt. Tác vô trong mặt. Và tác vô trong mặt chừng nào bạn tỉnh thì thôi. Đừng bao giờ nói là bạn biết hết và biết hết. Có thể là bạn thọ bạn thắng được 5 lần, bạn thắng được 10 lần. Đúng không? À, nhưng đừng có nghĩ là bạn sẽ thắng cái lần 15, 16. Cẩn thận, cẩn thận và cẩn thận. Và để nhắc nhở luôn. Những cái ngày và những cái tuần tới đây nếu bạn chơi tương lai Thì giữ cái tài khoản của bạn nho nhỏ thôi Nếu bạn chơi tương lai Ở đây tín hiệu của mình ok Tín hiệu của spot Cái chính xác lên tới 90-95% Chơi spot thì tốt hơn Vậy cũng là chơi một phần trăm nhỏ nhỏ thôi nghe Ngay bây giờ chưa phải là cái vấn đề mà gọi là Vô hàng, vô hàng, vô hàng Có bao nhiêu là vô hết Ngay bây giờ chưa nghe Nhớ Nhưng mà chơi tương lai thì giữ nó nhỏ thôi Nhỏ thôi ok Thì uh, vừa rồi đây là những cái sóng hồi đúng không Sóng xuống Ok và vừa rồi nó đổi từ đây nó lên Thì bây giờ mình bỏ lại cái sóng gọi là sóng lên của nó là năm sóng đi lên Và năm sóng đi lên á Thì đây à, uh, Mình có thể zoom ra ch chút xíu Đây là sóng 1 uh, Sóng 1 Sóng 2 Sóng 3 Sóng 4 Và sóng 5 Và nó lên đâu khoảng từ cái vùng 1 000 Sóng uh, sóng, uh, sóng 5 này nó lên tới khoảng 1 ngàn Ok Đây là những con số mình đã chia sẻ 5-6 lần rồi trong phần lần 1 Ngày 1 lần 1 lần 2 Ờ uh, và sau cái năm sóng đó mình phải cần ba cái sóng hồi 1, 2, 3 Là cái vùng đó là cái vùng mua an toàn nhất để lên mình chốt 2 ngàn rưỡi, 3 000 4 000 Ok, nhưng chuyện đó chưa xảy ra ngay bây giờ Nó đang trong nằm cái sóng số 3 thôi Số 3 thôi Con giá nó phải cần đánh vỡ là 1 700 Nếu nó dưới 1 700 Ok, à, ngay bây giờ rõ ràng mà thấy Là vừa rồi nó lên cái kháng cự của mình là 1 65 uh, Ok, nó lên tới đó Đây <laughs> Sẽ chỉ đó Rồi sau đó nó quay đầu thôi thì đây là cái kháng kháng cự trực tiếp mình bạn bạn đang quan tâm nhưng mà cái cái mà trên nó nữa là 1 7. Vừa rồi mình có vẽ một đường chỉ này có vẻ là mình uh, không có cho bạn coi trong cái phát uh, video vừa rồi ok cái đường chỉ này đã vẽ thì đây là cái đường chỉ gọi là trực tiếp nhất nó nói lên cái câu chuyện để có thể là mình đổi một cái màu nào nó nó hay hơn cái okay, màu này đi ha ok nó đây nếu mà nó vẫn nằm trên cái đường chỉ này ngắn hạn thì nó sẽ có một sự bay bổng nhưng cái đây là cái tính cái đường chỉ mà gọi là nó nói cho bạn là lên tiếp theo ngắn hạn hoặc sập xuống sập xuống ok thì đơn giản bạn vẽ nó một đường chỉ đi lên vậy thôi chứ không có gì hết nó sập xuống qua thì đây là cẩn thận nó có thể là quay đầu ngay bây giờ quay đầu ngay bây giờ à, hồi hôm qua à, mình có vài thông tin ok là mình sẽ sẽ đi lại cho bạn thì đây cái kháng cự kế tiếp 1.700 vẫn nằm dưới 1.700 xác suất là vẫn xuống 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 là có nghĩa là sống số 4 đây, và sóng số 5 đang xảy ra sóng số 5 đang xảy ra là xuống 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 dài hạn ok và đây là những cái sóng nhỏ nữa ok có thể là mình bỏ những cái sóng nhỏ này đi ok và có gì thì mình sẽ vẽ lại cho cho bạn ok và đây là những cái sóng mà nhỏ vừa rồi thì cái xóa bớt cho nó gọi là nó sạch hơn đây cũng vậy luôn xóa luôn nó đã phá vỡ rồi ok à, đây cũng phá vỡ luôn rồi ok à, cái đỉnh vừa rồi của nó nào ngắn hạn Ok, nếu mà nó vẫn nằm trên cái đường chỉ này nghe thì nó cũng sẽ có một sự bập bệnh đi lên Nhưng Nhưng Nga Nếu mà không phá vào được 1 bảy xác suất Vẫn là xuống, 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 xuống Và, và, và xuống Ok à, Chúc mừng cho những người nào là chốt đơn, chốt đơn cái đợt vừa rồi à, Về vai Vai và đầu Ok, và bay lên để chốt đơn Và nó nằm Nó cái okay, vừa rồi cái sự bong bê bỏng này này Là nó, nó đúng chính xác cái con số mình chia sẻ luôn Ok Để mình sốt Ok Thì nó là vậy thì ngay bây giờ là mình có định đánh lại những cái lệnh số xuống chưa nha nó vẫn nằm trên vành cam nó có thể một sự bay bổng ngoại trừ nó xuống lại vành cam ok và gọi là xuống lại à, chút nữa mình sẽ cho bạn một cái vùng giá bạn có thể đánh những cái lệnh số xuống lại ok à, đây à, bạn có thể đánh từ ở vùng này cho là chắc ok là cái đỉnh vừa rồi của nó ok là con giá là à, con giá ở đây là đâu khoảng cơ một 000 một ngàn ba... 1636 uh, uh, nằm dưới nó đi cái okay. đi dưới của nó để cho nó xác nhận xác nhận là là đâu khoảng 1 1625 thôi này. cái vùng này có thể là bạn đánh cái lệnh số xuống lại ok là cái trend nó đã thay đổi cái trend nó đã thay đổi nghe còn nếu mà nó vẫn nằm ở trên cái vành xanh này ok đâu một ok thì nó sẽ tiếp tục ok và đây rõ ràng tiếp tục tiếp tục không chỉ vậy bạn nhớ cái đường chỉ đen này nghe đừng có quên nó tất cả những cái thứ bạn nó nằm trên màn hình này nó đều quan trọng hết nó nó bắt rất dài rồi thì đây nếu mà nó gọi là nó dưới cái vành đen luôn trùng hợp dưới cái vành đen luôn thì bạn biết là cái trend nó đã thay đổi nó xuống lại xuống lại xuống lại dưới vành cam dưới vành đen này xuống lại ok thì mình có thể đánh những cái số xuống 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 lại ok nhớ thì đó là cho những cái người mà nhảy vô nhảy ra thì mình khuyên dùng cái khung 15 phút hoặc một tiếng đồng hồ để mình nhảy vô nhảy ra thôi nhớ cho những người chơi tương lai đúng không À, chơi nhỏ nhỏ thôi bởi vì ngay bây giờ gọi là nó cái gọi là cái thời điểm giật gân đúng không lên xuống lên xuống lên xuống rất là bất thường cũng giống như đây lên xong xuống lại đây lên rồi chẳng nào xuống đúng không cẩn thận cẩn thận và cẩn thận xác suất ngay bây giờ chưa đánh vỡ một nghìn đúng không xác suất vẫn là xuống xuống và xuống và mình đang nằm trong cái sóng số 3 thôi sau đó mình còn cái sóng số 4 và sóng số 5 nữa sóng số 3 lên khoảng cỡ nghìn xuống đúng không sau đó sóng số 4 sóng số sóng sóng số số năm lên khoảng cỡ một chín ok thì nó là vậy mình à, có ghi phải thông tin xuống để mình coi thì mình có bỏ lỡ những cái gì, cái gì không những cái tuần tới đây có thể là nó có một sự bày võng nghe nhưng mà nếu nó không đánh vỡ được nghe không đánh vỡ được cái ngàn bảy cái đầu tiên đúng không và không đánh vỡ là không rồi sau đó là mình phải có ba cái sóng hồi nghe nếu mà nó không có chuyện đó xảy ra thì vẫn là xuống xuống và và xuống lại ok không có gì hết à, không có một cái cái tài liệu gì hết chứng tỏ nó đã tạo đáy nghe bây giờ chỉ có lên 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 và lên thôi nghe không có tài liệu nào nói nó đã đáy nó đã đã đã, đã xong thì chưa có ok nhớ ngay bây giờ là cái thời điểm roi quất cái roi nó quất xuống và roi nó quất lên thì cho những người chơi tương lai cẩn thận chứ không là bạn phải dính đòn ok nhỏ 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 thôi nghe kiếp cái 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 đánh của mình nhỏ 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 thôi ok xác um, suất là xuống 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 và xuống ok ngay bây giờ vẫn chưa thay đổi bởi vì nó chưa cắn cái con giá là 1700 của của mình ok um, và không chỉ vậy bạn nhảy vô đây đây là cái trend line nghe trend line bạn có thể khung qua cái khung tuần dễ coi nhiều lúc bạn coi cái khung ngày á, bạn gọi là mờ mắt đúng không không thấy được qua cái khung tuần nó chưa qua được cái <laughs> cái trend màu xanh này ok vừa rồi nó chỉ có một sự bay bổng rất là nhỏ nhỏ bạn nhìn dưới khung giờ thì bạn thấy ô oh, nó ghê gớm nhưng mà nhìn qua cái khung tuần thì nó là mới nó mới có chớp chớp màu xanh chút xíu à ok thì bởi vậy nhiều lúc mình phải cần zoom ra để mình thấy được hết bức tranh nhìn cái khung giờ và khung 15 phút thì bạn chỉ nhìn được một cái góc cạnh nhỏ nhỏ thôi không thấy được hết nha nhớ là vậy ok à, có thể là ngắn hạn thì nó có sẽ có một sự bay bổng nữa trước khi nó xuống nha ngắn hạn thì nó có sẽ một sự bay bổng nho nhỏ nữa trước khi nó nó xuống. À, không chỉ vậy, nghe nếu bạn nhìn vô cái khung này, à, bạn có thể zoom ra. <laughs> okay. à, tắt đi hết tất cả mọi thứ, nghe. Mình có thể là có thể là bắt um, và có thể vẽ một đường chỉ từ đây bắt xuống nghe Cái này hơi sớm nha Nhưng mà có thể là nó chơi ping pong ở đây Chơi ping pong có nghĩa là nó càng ngày càng nhỏ lại Nó sẽ tạo ra một cái hình tam giác nha mình phải cần tới ba đường chỉ là nghe ba đường chỉ để để xác nhận ngay bây giờ chỉ có hai thôi thì đó là mình mình cảnh báo bạn trước thôi nha bởi vì có rất là nhiều đồng ngay bây giờ nó đang chơi cái trò là nó đang nằm ở trong một cái hình tam giác nghe thì ngay bây giờ là riêng đồng ethereum thì chờ mình chưa có cái hình tam giác nhưng mình muốn gọi là cảnh báo bạn trước nghe cảnh báo bạn trước ok lên xuống lên xuống lên xuống thôi nhỏ nhỏ thôi okay. là có nghĩa là lên xuống lên xuống xuống cái okay, dài dài ra chút xíu Ok, okay. 1.700 chưa có Ok nếu sâu sâu 1.7 thì là mình gặp tức con giá là khoảng hơn 1.900 ngay bây giờ cái kháng cự của nó là 1665 vừa rồi nó cố gắng đánh vỡ hai lần lận, chứ không phải là một vần Ok cố gắng đánh lỡ vỡ lần là 1600 1665 không được Ok đánh vỡ có nghĩa là nó phải nằm ở trên đó 8 tiếng hoặc hơn đúng không đánh vỡ không được đánh vỡ không được ok xuống xuống hai lần đã cố gắng đánh vỡ cái kháng cự 1665 rồi ok thì bây giờ là cái lần kế tiếp ok um, uh, không chỉ vậy để ý cái trend line này nghe nó nói lên câu chuyện xuống hoặc lên nếu nó nằm trên cái trend line thì nó vẫn có thể là ngắn hạn lên thêm chút xíu nhưng mà lúc mà nó phá vỡ đi xuống thì đó là cái tín hiệu đầu tiên không chỉ vậy sau đó là cái tín hiệu đây ok những cái đây là những cái chống lưng của nó nếu nó phá vỡ luôn ok đó là những cái nến bằng biết là xuống 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 và không chỉ vậy đây nữa ok đây cái vành xanh đây cái vành đèn cái okay. vành đèn bắt rất xa rồi nhà nhớ bắt rất xa rồi nếu mà là xuống dưới vành đèn thì đây cho con để là gọi là Uh, an toàn thì chơi những cái lệnh uh, tương, la, tương lai đúng không ngắn 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 thôi vô ra vô ra để chốt đơn nhớ nhớ vô ra vô ra chứ không phải là chữ bởi vì sao nó xuống dưới đây xong cái nó bắt cái nó lên lại cái mày bằng mất cũ đúng không bằng thua ok bởi vì vậy nha uh, nhiều lúc uh, mình nhiều lúc uh, mình chỉ thắng được 15% lăm phần trăm hai phần trăm cắt nó luôn biết là nhiều lúc mình muốn nó lên tới năm chục và bảy phần trăm mình mới cắt một trăm phần trăm nhưng mà lỡ cái chuyện nó thay đổi liền một cái là bạn mất ok bạn mất lại những gì bạn đã thắng ok bởi vì vậy Nhanh vô ok vô vô ra vô ra vô ra ok nó là vậy ok xác suất ngay bây giờ vẫn xuống nhiều hơn lên đây là một sự uh, có thể ngắn hạn <laughs> nó nó có một sự bề bỏng ngắn hạn thôi ok nhưng mà xác suất vẫn xuống bởi vì sao 1.007 chưa đánh chưa đánh vỡ ok thì nó là vậy đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này nhớ là đây là cái vùng có thể đánh sốt ok uh, 1.007 nếu mà nó đánh vỡ 1.007 thì đây là một cái vùng có thể vô hàng thêm, ok, à, 1.007 là nó bật bên đi lên, nó sẽ có cái sóng hồi lại đúng không? thì đây là cái vùng mà có thể là vô hàng để lên, 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 lên thêm, nhưng mà nó phải đánh vỡ 1 700 và nằm ở trên đó 8 tiếng hoặc hơn đúng không? sau đó à, đây là cái vùng kế tiếp để vô hàng, ok, vô hàng cẩn thận, nhớ là không phải bất cứ một cái sóng nào bạn cũng phải vô được hết nha, nhớ mà cái sóng nào mà cũng vô hết, ngay nào, bạn ngày nào bạn cũng muốn vô, 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 vô. À, mua, mua bán, mua bán, mua bán, nhiều lúc nó không cho phép bạn như vậy. Nếu mà bạn uh, có cái 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 gọi là cái tư duy và cái mindset là vô bán vô bán hàng ngày á. Ok, nhiều lúc bạn dính đòn. Bởi vậy cẩn thận cẩn thận cẩn thận. Đợi cho gọi là cái setup nó chuẩn mình vô, mình vô. Ok. Thì đây là cái vùng mà để đánh uh, sốt Đây nếu nó vẫn giữ được trên, ngay vẫn trên thì nó bò lên chút xíu thôi nhưng không đáng kể cho máy. Ok. Ngay bây giờ nó là 1 1655 rồi. Nếu nó lên được nó lên được 17 hay không? Chỉ có 5 55 đô nữa thôi nhưng cái phần là, phần trăm nó sập là nhiều hơn nhà xác suất xuống nhiều hơn lên cẩn thận cẩn thận <laughs> cẩn thận những cái gì bằng chơi giữ nó nhỏ nhỏ thôi đừng có đánh cho cố rồi mất cũ ok thì đó là một lời khuyên không chỉ vậy nữa à, rồi đây những cái video này nó đem tới chức xám cho bạn nó đem tới giá trị cho bạn nó giúp bạn chốt đơn chốt đơn một chốt đơn nhớ ứng cái dấu dấu tay ứng cái dấu tay cho mình à, giúp mình à, những người nào nghe đã theo dõi cái nền tảng này tháng này qua tháng nọ rồi đó thì À, giúp nó giúp mình lan tỏa nó bởi vì mình không có bạn quảng cáo quảng cáo thì nó không có thật lắm những người tham gia thì uh, gọi là người ta không có một cái gì đó một cái đam mê về tiền điện tử người ta chỉ gọi là những cái lúc mình quảng cáo thì toàn là rác rưởi nhảy vô không à bởi vì vậy mình không quảng cáo thì bởi vì vậy nên cho những bạn nào ok đa uh, đã đã, đã cập nhật tháng này qua tháng nọ và chốt đơn chốt đơn chốt đơn thì nếu bạn có biết những người anh em nào dòng họ nào hay là cái gì đó hay là hay là nhóm này nhóm đó thì giúp mình chia sẻ nó mình muốn lan tỏa những gì mình đang làm ok à, giúp mình ok bởi vì sao à, bởi vì ngay bây giờ những gì mình đang làm á à, cái thu nhập ngay cái thu nhập á riêng thu nhập nghe nó không đáng giá cái sức lực và cái 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 cái, cái phí mình trả ra cho 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 những cái cái nguồn mình gọi là cập nhật thông tin nên nghe mình đã gọi là cố gắng làm cái vấn đề này hơn 8 tháng trời. Bạn đã thấy 8 tháng trời và xác suất nó chính xác như vậy. Ok thì giúp mình lan tỏa nó. Giúp mình lan tỏa nó. Ok thì đó là uh, ok. Nếu bạn tìm được giá trị thì làm vậy. Ok. Cảm ơn, cảm ơn. Và cảm ơn.